Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách đệm hát một số bài nhạc bolero trong nhạc Việt Nam chúng ta. Và chúng ta cùng học đệm bài Dấu Chân Kỷ Niệm của bạn ha, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát. Trước khi học vào đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Dấu Chân Kỷ Niệm được nhạc sĩ Mạnh Phát sáng tác hình thức là 3 đoạn đơn. Đoạn A, đoạn mở đầu, chúng ta sẽ có sự lặp lại 2 lần các bạn ha, A1 và A2. Rồi đến đoạn B, cao trào sôi nổi. Rồi đến đoạn A phẩy. Đoạn A phẩy là phần tái hiện của đoạn A các bạn ơi. Rồi phần intro và ending thì tèo soạn hết sức đơn giản để các bạn dễ tập luyện ha. Đó là phần cấu trúc của bài. Nếu bạn đệm bài hát này, nếu mà nam hát thì chúng ta đệm ở tông rê thứ, còn nữ hát thì các bạn đệm ở tông la thứ các bạn nhé. Ở đây mình đang hướng dẫn các bạn tông la thứ, tức là tông của các bạn nữ. Rồi đó là cấu trúc của bài. Bây giờ mình cùng ôn lại một cái mẫu đệm để áp dụng vô bài các bạn ha. Bạn quan sát dòng nhạc. Mẫu đệm này thì hết sức đơn giản thôi. Những bạn nào thường xuyên mà đánh xem kênh của cô Tèo Piano đó thì chúng ta đệm hát sẽ có những mẫu đệm này bạn ha. Bây giờ ví dụ như mình có hợp âm la thứ, mình sẽ rải như sau là đô mi lá, mình xếp 4 ngón cho các bạn nhé, là đô mi lá. Rồi mình xếp mình rải như sau là đô mi lá, là đô mi lá. Mình rải như vậy các bạn nhé, là đô mi lá. Sau đó các bạn chập giùm mình nốt đô và nốt mi, chập 3 lần, chập cùng một lúc nhé. Là xong được cái mẫu đệm này hết sức đơn giản. Bây giờ mình ghép lại với nhau là đô mi lá chập. Còn thấy dễ không? Mình cứ rải rồi mình chập như vậy thôi. Còn nếu như bây giờ mình quen tay mình vô trống thử ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển hợp âm. Các bạn sẽ di chuyển hợp âm ngay ngón cái nè. Sau khi bạn chập 3 lần của đô mi này xong, bạn sẽ di chuyển hợp âm ngay ngón cái này. Đó là cách mình di chuyển hợp âm. Rồi bây giờ nếu như một ô nhịp mà 2 hợp âm thì các bạn sẽ giải quyết như sau. Mình chỉ rải rồi chập một lần thôi. Sau đó mình sẽ chuyển hợp âm. Đó là một ô nhịp mà 2 hợp âm thì mình giải quyết cách đó các bạn nha. Ok bạn nha, đó là cách mình di chuyển. Bây giờ mình thử nha. Rồi, đó là mẫu đệm để mình chút xíu mình áp dụng vô bài. Rồi mình cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ mình sẽ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng air piano. Rồi tiếp theo đó là tiếng trinh. Tiếp theo đó là tiếng guitar điện để mình rải mẫu đệm. Rồi tiếp theo đó là tiếng các bạn sẽ chọn cho mình rai 1, các bạn sẽ đánh tiếng bass, tiếng guitar bass đó. Rồi rai 2 các bạn chọn cho mình tiếng pizzicato. Mình sẽ trộn hai tiếng lại với nhau. Ok bạn nha, đó mình đánh trộn hai tiếng rai 1, rai 2 với nhau như vậy. Rồi âm sắc tiếp theo chúng ta sử dụng đó là tiếng saxophone. Rồi âm sắc tiếp theo sử dụng đó là tiếng violon. Rồi tiếp theo sử dụng đó là tiếng trống để hồi báo trong tay rồi các bạn, tạo hiệu ứng các bạn ha. Ngoài ra với điệu rumba này các bạn sẽ chọn thêm một số tính năng multibass này, chọn cho multibass. Chọn bộ multibass là rumba and soca. Rồi mình nghe hiệu ứng thử ha. Các bạn thấy có nguyên một dàn percussion đang đánh phụ họa cho mình. Khi bạn mở đĩa trống lên rồi các bạn chọn cái này cho nó hòa quyện vô, nghe đầy đặn hơn các bạn ha. Đó là cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Dấu Chân Kỷ Niệm, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát. Cùng đến phần intro. Các bạn quan sát thật kỹ nha. Intro hết sức đơn giản thôi. Ở dòng trên chúng ta sẽ lấy tiếng bass cộng với pizzicato hồi nãy mình nói rồi đó. Mình lấy tiếng đó mình đánh dòng trên, sau đó xuống dòng dưới mình vô tiếng saxophone đánh con câu nhỏ thôi là mình xong cái intro. Bây giờ tập thử các bạn ha. Các bạn xếp ngón như sau. Ngón áp út các bạn xếp vào nốt la. Ngón út xếp vào nốt đố. Rồi các ngón lại xếp đều vô. Tức là lúc này ngón út và ngón áp út nó cách nhau một phím. Những bạn nào mà có luyện ngón tài liệu Hanông mình Tèo gửi đó
thì đối với thế ngón này thì hết sức đơn giản bạn ha. Tại vì mình luyện ngón hàng ngày thôi, những thế ngón như vậy nó hết sức quen thuộc thôi. Đã bắt đầu đánh từ nốt la bạn nha. La, la sòn la đố. La, la sòn la đố. Đố sòn la. Là được một ô nhịp đó các bạn. La, la sòn la đố. Đố sòn la. Làm lại bạn nha, một ô nhịp như vậy. La, la sòn la đố. Đố sòn la. Là mình có được một ô nhịp. Rồi mình qua ô nhịp tiếp theo. Ngón trỏ mình kéo xuống nốt mi, ngón cái mình kéo xuống nốt rê. Rồi mình xếp 5 ngón lại. Mi, mi, rê, mi, xón, xón, rê, mi. Làm lại. Mi, mi, rê, mi, xón, xón, rê, mi. Đánh chậm vào nha. Mi, mi, rê, mi, xón, xón, rê, mi. Là mình có được hai ô nhịp đó bạn. Hai ô nhịp dòng trên nó đơn giản đó. Làm lại bạn nha. La, la, sòn, la, đố. Đố sòn la, rồi mình kéo ngón xuống. Mi, mi, rê, mi, xón, xón, rê, mi. Là mình có được hai ô nhịp đó bạn. Rồi sau đó hai ô nhịp tiếp theo nó lặp lại thôi. Nó không có gì khác đâu các bạn. Thấy vậy chính nó lặp lại. Đánh y chang như vậy luôn đó các bạn. Đánh thêm lần nữa đó. La, la, sòn, la, đố. Đố sòn la, lặp lại y chang luôn. Rê, rê, mi, mi, rê, mi, xón, xón, rê, mi. Là hết. Nói chung cái dòng bass và tiếng pizzicato dòng trên đó, bốn ô nhịp đó mình đánh giống hệt nhau các bạn ha. Rồi bây giờ mình đánh cả câu. Sau khi mình quen tay rồi mình vô tiếng đánh chọn tiếng. Cái câu này mình đánh không có hợp âm, mình đánh không có trống các bạn ha. Giờ thử nè. Bấm nút nhấp nháy cho nó nhấp nháy nè. Rồi bấm nút star cho nó báo trống vô. Rồi trộn một cái bass vô. Đến sức đơn giản ha. Đó, mình chỉ đánh chung với lại cái riff trống như vậy thôi. Nhưng mà các bạn nhớ thao tác là bấm nút nhấp nháy nè. Cho nó nhấp nháy. Để nó đang đợi mình báo thì mình bấm nút star vô. Mình nghe bài đệm của mình nghe nó mới chuyên nghiệp các bạn ha. Nè, các bạn nghe, bạn bấm nút star cái nó báo trống nè. Đó, được mình đánh vô. Xong dòng trên mà thấy dễ không? Hết sức đơn giản bạn ha. Rồi bắt đầu xuống dòng dưới. Dòng dưới lúc này mình vô tiếng saxophone. Mình đánh câu này giùm mình. La, đô, rê, mi, si, rê, si, la, sòn, la. Câu này hết sức đơn giản luôn. Xếp 5 ngón đều đây nè. La, đô, rê, mi, si. Nốt si bạn sẽ kéo ngón giữa qua. Rồi xếp 5 ngón đều lại. Rê, si, la, sòn, la. Là xong. Mình ghép hợp âm luôn nhé. Nốt la này bạn sẽ qua hợp âm fa major 7. Nốt si này mình sẽ qua hợp âm son trưởng. Rê si la sòn la. Mình về la thứ 7 là hết. Ok bạn nha. Bây giờ mình sẽ ghép cả cái intro lại với nhau. Bạn quan sát thật kỹ nha. Bấm nút nhấp nháy giúp bạn ha. Cho nó báo cho chuẩn bị báo trống. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị tiếng pizzicato, tiếng bass nãy nè. Rồi. Quá dễ bạn ha. Đó, mới khi mình đệm xong như vậy, mình dành là một cái ngay cái la 7 á, la thứ 7 đó, dành là cái ca sĩ sẽ vào hát thôi. Hết sức đơn giản, lần nữa bạn ha. Bốn nó nhấp nháy cho nó báo trống nữa vô. Rồi trộn multi bass vô. Ok bạn nhé, như vậy là mình xong được intro. Hết sức đơn giản bạn ha. Intro hết sức đơn giản, dễ tập mà cũng rất là hay. Rồi đó là phần intro. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Mình cùng đến đoạn A1 các bạn ha. Đoạn A1 lúc này chúng ta sẽ lấy tiếng E piano và mình chập nhẹ nhàng theo hợp âm thôi. Các bạn nhớ dòng trên dòng dưới. Dòng ở trên mình đánh với cái phiêu trống, được có tiếng kích trống nha, cho nó êm dịu thôi. Chập hợp âm êm dịu như vậy thôi. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi, như làn gió tình êm ái. Rồi qua đô major 7, lúc này mình đổi tiếng saxophone và mình đánh cái câu này. Son lá đồ rê mí.
Mỹ mình qua âm la thứ bảy đó, mình đệm nháy nháy theo câu hát thôi. Có anh và em bắt đầu lấy tiếng E piano, mình đi tiếp tục qua rê thứ bảy. Còn ai nữa, nữa mình qua mi thứ bảy. Đã yêu nhau trong cuộc đời, về la thứ bảy. Lúc này mình đánh lấy tiếng saxophone đệm câu này. Câu đơn giản bạn ha. Fa mi rê đô si la. Phá mi qua mi thứ bảy, phá mi rê đô si la, mình về la thứ bảy là hết. Bây giờ mình đệm dòng trên bằng quan sát thật kỹ nha. Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi như làn gió tình êm mai. Có em và anh, chào bằng âm nhẹ nhàng thôi. Đã yêu nhau trong cuộc đời. Báo chống dạ các bạn, quá đơn giản các bạn ha, là xong được dòng trên. Rồi lúc nào mình báo chống cái xuống dòng dưới. Dòng dưới lúc nào mình vô cái phiêu chống có tiếng kích các bạn ha, cho nó êm. Rồi bắt đầu mình sử dụng mẫu đệm. Các bạn thấy chữ mẫu đệm ở ngay đầu dòng không? Chuyện tình từ. Rồi cứ thử dùng đại mẫu đệm theo âm thôi. Một đêm trú mưa son trưởng, ta bên nhau qua đây thứ. Nhìn công viên lá đồ qua son trưởng, thì chưa quen tiếp tục son trưởng. Mà sao tình như đá qua đôi trưởng. Dấu hoài còn e. Lúc đó mình sẽ báo trống, bấm nút xin tốt, đổi tiếng saxophone vào đánh cái câu này. Là si đô rê mi vào nha. Rồi, mình sẽ đánh câu này. Mi rê mi. Là si đô rê mi. Là si đô rê mi. Ok bạn nhé, như vậy mình có được mà được cái câu dòng dưới. Mi rê mi. Là si đô rê mi. Ok bạn nhé, bây giờ mình đệm dòng dưới bằng sách thật kỹ nè. Chuyện mình từ. Đại mẫu đệm thôi. Tuy chưa quen nè. Như đã nè, báo trống nè, chuẩn bị nè. Trời làm mưa tuôn. Các bạn thấy dễ dàng không? Mình đánh tức là tới cái ô nhịp đô trưởng, cái chữ đã đó là mình báo trống, bấm xin tốp và đổi tiếng saxophone để chuẩn bị để mình tút ti cái câu nãy bạn nha. Trời làm mưa tuôn. Các bạn có thể báo một câu đơn giản lên tiếng trống nè, báo cái tùm thôi. Cái tùm cái nốt pha nè, tùm. Rồi mình vô hợp âm. Trời làm mưa tuôn. Báo phải số 4 các bạn nha. Tùm. Số 1 lại, vô cái xà lại, hợp âm lại. Như vậy là xong được đoạn A1 đó, bạn thấy dễ không? Quá đơn giản bạn ha. Nói chung là đệm nó hết sức đơn giản thôi. Nhưng mà mình phải biết cái chỗ nào đánh câu, chỗ nào đi mẫu đệm, chỗ nào báo trống, thì cái bài đệm mình nghe nó mới chuyên nghiệp được các bạn ha. Rồi bây giờ đó là đoạn A1. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A2 của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn A2 bài hát, lúc nào mình đệm cũng tương tự như đoạn A1 thôi bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ sử dụng mẫu đệm, mình sẽ mình không sử dụng tiếng E piano nữa. Rồi đoạn dòng trên mình đệm y hệt luôn. Trời làm mưa tuôn, đi mẫu đệm thôi. Xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Đó, mình cứ đệm hợp âm, đãi mẫu đệm theo cái hợp âm trong đó có sẵn thôi. Hẹn ước, lúc nào mình đổi tiếng violon và mình đánh cái câu này. Cũng là câu đó nhưng mà mình đổi tiếng âm sắc khác. Son la đồ rê mi. Nốt mi này mình chuyển qua âm la thứ bảy là xong được 4 đôi nhịp. Cớ sao trời cho qua đi thứ bảy, tiếp tục đãi mẫu đệm. Tình duyên rồi ngành cách gì đó. Quang Minh thứ bảy, mấy ai không vương lệ sầu. Về la thứ bảy, đổi tiếng violon đánh câu này. Fa mi re do si la. Giống câu nãy thôi nhưng mà đổi âm sắc thôi. Bây giờ mình đệm dòng trên bằng sắc thật kỹ nha. Trời là mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Báo chống nhẹ cái. Dễ các bạn, quá đơn giản nè. Các bạn thấy chữ phiêu, tức là mình nhấm nút báo chống nè. Rồi cho nó phiêu nhẹ cái, tiếp tục mình xuống dòng dưới. Dòng dưới chúng ta đệm cũng tương tự như vậy thôi. Bắt đầu mình đổi tiếng guitar để mình rải mẫu đệm lại. Chuyện tình nồng, bắt đầu la thứ bảy. Thì được tin xót thương qua son trưởng. Em ra đi. Tức là mình cứ rải mẫu đệm theo cái hợp âm tạo ra ghi sẵn các bạn nhé. Về bên kia có hay đời qua son trưởng.
ta sẽ lan gì đó buồn trong lòng phố vắng vắng mình qua âm mi trưởng ta ra ra ra. Lúc này mình đổi tiếng string và mình đánh câu này re do si la, mình nháy lại câu hát đó các bạn. Re do si la, nốt re thì mình qua âm re thứ, re do si la do mi re mi son la, là mình sẽ nối cái câu này để cho qua vô đoạn điệp khúc đó các bạn nè. Re do si la do mi re mi son la. Ok bạn nha, mình nối cả câu. Nốt la nè, mình sẽ vô đoạn điệp khúc đó các bạn. Câu này câu nối bạn ha. Bây giờ mình đẹp dòng dưới bản sách thật kỹ nè. Chuyện mình chuyện gì vừa nồng nè. Ta ta nồng được tin xót thương em ra đi. Các bạn cứ rải cái mẫu đệm theo cái hầm âm thôi. Lanh nè, vắng mi trưởng nè, rồi đổi tiếng trinh nè, bao trống. Ôi còn đó rõ ràng không, khi mình đánh câu này xong rê đô si là nè, lúc này tay trái phải mình vẫn đánh nhưng mà tay trái mình vẫn phải báo trống để qua phiêu xô nổi bạn nhé. Tức là hai tay hai việc khác nhau, tay này thì nhấn nút báo trống, tay này thì đánh cái câu để nối vào đoạn điệp khúc. Rồi lần nữa bạn hãy dòng dưới nha. Tình vừa nồng được tin xót thương nè, mà cứ rải mẫu đệm nhẹ nhàng nó gì đó, cứ rải theo cái hợp âm từng ô nhịp vậy đó. Vắng mi trưởng nè, rồi đổi tiếng trinh nè, báo trống nè. Ôi quá đơn giản bạn ha, như vậy là mình xong được đoạn A2 đó bạn. Các bạn nhớ cái câu này nha, vừa đánh câu này vừa đánh báo trống để mình nối dẫn dắt ca sĩ vào đoạn điệp khúc. Rồi như vậy mình đã xong được đoạn A2. Bây giờ mình qua cùng qua đoạn B, đoạn cao trào sôi nổi của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc nha. Ở đoạn B lúc nào mình lấy tiếng string á và mình đi nền theo những nốt mà Tàu đã gợi ý. Ví dụ như ôi ôi nốt la nó mình dính liền cái câu nãy đó. Rồi em về đâu đâu mình qua âm mi thứ bảy mình đánh nốt son la son. Rồi vui lấp lấp mình qua âm son thứ sáu. Bạn bấm cho mình nè, son nè, si dáng nè, rê và mi nè. Đó mình đánh nốt la. Rồi giữ cái nốt la luôn nhưng mà mình chuyển thêm cái la trưởng nữa. Mối duyên đầu mình qua hợp âm rê thứ bảy, nó nốt rê. Rê là đô mí rê. Rê là đô mí em. Đó mình nối cho ca sĩ vô câu tiếp theo câu em đó, em qua son trưởng đó, nốt rê. Ơi còn đầu qua pha major 7 mình đây mình đánh đô là rê. Mình đánh câu nối đó. Đô là đô tuổi xuân. Xuân mình có son chữ nó nốt rê. Mình đang chớm chớm đô major 7 nó nốt mi. Rồi mình đánh thêm câu này nữa. Son rê mi son rê mi son la. Là mình nối cho ca sĩ tiếp tục quay lại đoạn A, đoạn B dưới đó các bạn. Mi đô rê mi son rê mi son la. Mình tiếp tục nối đó các bạn ha. Bây giờ mình đệm dòng trên bằng cuốn sách thật kỹ nha. Ôi em về đâu vừa lắm mối duyên đầu. Em ơi còn đâu tuổi xuân mình đang rơi. Các bạn thấy đơn giản không? Ôi tiếp tục xuống dòng dưới. Bây giờ xuống dòng dưới chúng ta đệm cũng tương tự như vậy thôi, đi nốt cũng như vậy thôi. Ôi cũng la thứ. Em về đâu. Chúng ta cũng qua mi thứ bảy đánh nốt son lá son giống hồi nãy. Về thế qua son thứ sáu giống hồi nãy với nốt la. Giới tiếp tục qua la trưởng. Xa nào qua rê thứ bảy giống hồi nãy. Rê là đô mi rê. Rê này qua âm son trưởng với cho đó. Rồi lúc này mình để chữ cho xong, mình bấm nút báo trống, bấm nút xin tốp để chuẩn bị mình dành cái chữ mà cho đời hiu hát chữ hát đó. Mình dành mi trưởng nốt hai nốt. Dành mi trưởng. Như nghĩa, dành xong buông tay ra.
như nghĩa trang, chữ trang đầu mình vô âm pha 17 nốt này là đô rế đô si là hết đoạn B. Bây giờ mình đệm dòng dưới bằng sắc thật kỹ nha. Mình mà thấy dễ không? Lúc nào mình vừa đánh cái hợp âm pha trưởng này nè, mình để qua son trưởng chỗ này nè, lúc này tay mình rảnh rồi mình báo trống về phiêu êm dịu, bấm nút xin top và mình quay lại mình dàn cái la thứ bảy cuối cùng, dàn xong buông tay ra, ca sĩ tiếp tục qua đoạn A phẩy các bạn ha. Như vậy là mình đã đệm xong được đoạn B của bài hát, cũng khá đơn giản các bạn ha, đi tiếng Trinh đi nền trên nốt tạo gợi ý thôi. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A phẩy của bài hát. Các bạn có sát dòng nhạc ở đoạn A phẩy chúng ta đệm y hệt như đoạn A hai các bạn ơi, không có khác gì cả. Rồi, trời lá một mình anh bước, lúc nào mình lấy tiếng mẫu đệm. Đến công viên ngày xưa qua pha với đôi giữa bảy, nghe làn qua son trưởng, gió buồn hiệu hạt đôi mình giữa bảy. Mình đổi tiếng viêu lông đánh câu này. Son la, son mi la đồ rê mi, son mi la đồ rê mi. Hát xíu bạn ơi, son mi la đồ rê mi. Ok. Ngỡ như hồn em qua đây thứ bảy, tựa như làn cơn gió qua mi thứ bảy, ta ra ta ra 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 về la thứ bảy. Các mình đổi tiếng violon đánh câu giống nãy, mi rê đô si là. Lúc nằm đánh câu này thôi, không cần phải nút phá nữa, nút mi thôi, mi rê đô si là xong được dòng trên. Bây giờ mình đẹp dòng trên bằng quan sát thật kỹ nha. Một mình anh bước ra ta công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn dòng dưới. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Rồi tiếp tục xuống dòng dưới, dòng dưới mình đệm cũng tương tự như A2 nãy thôi. Đi với tiếng guitar đi mẫu đệm. Nè vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên đó thứ bảy, nên mối tình này không em. Ngay chữ em mà nghe ô nhịp son trưởng đó, là các bạn để hợp son trưởng xong, mình đã bấm nút báo trống, bấm nút xin top để chuẩn bị mình dàn cái mi đó. Mi, mi nghe chàng lành lùng, rồi mình về la thứ lại, mình dành xong mình buông tay đó bạn nhé. Mi, mi nghe chàng lành lùng, rồi mình đổi tiếng, mình đánh câu rê đô si là hết. Các bạn thấy dễ không? Giờ đệm dòng dưới bạn nha. Ta ta vườn ngày ta mới quen son chữ nè, đây không biết đây thứ bảy nè, thương môi tình. Rồi chị em mình để bấm nút báo chống xin top dành ta ra ra ra, nhảy lại câu đó hết bài. Thế dễ mà. Như vậy là mình đã xong được đoạn A phẩy. Lúc này ca sĩ sẽ đến cái đoạn giang tấu. Đoạn giang tấu các bạn có thể đánh là intro cũng được, hoặc các bạn có thể lấy tiếng saxophone hoặc là tiếng violon hồi nãy đó để mình đánh cái melody của A1 hoặc A2 gì đó, tùy cái ứng biến các bạn ha. Nếu ca sĩ họ muốn vào đoạn A2 thì mình đánh melody của đoạn A1, còn nếu ca sĩ họ muốn vào đoạn B thì mình đánh melody của đoạn A2, cứ như vậy các bạn ha. Mình đánh melody như vậy. Đó là cách để mình tạo giang tấu các bạn ha. Đó là mình đánh melody của bài, hoặc các bạn có thể lấy tiếng gì đó mình lead một đoạn nào cũng được, tùy hứng các bạn thôi. Rồi, đó là đoạn giang tấu. Bây giờ mình cùng đến với đoạn intro. Outro. Đoạn outro, chúng ta sẽ đánh lại cái câu intro để mình làm cái đoạn outro luôn các bạn ha. Thử nè.
Tức là outro chúng ta dành thêm một cái nữa bạn ơi, ten ten để mình kết bài. Rồi, Tè vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát một bài hát trữ tình lãng mạn rất là hay và cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tè chia sẻ nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tè sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát. Nhưng các bạn ơi, phải từ từ lần lượt thì Tè mới soạn được. Tè cũng bận rất nhiều công việc các bạn ơi. Các bạn hãy cố gắng đợi nhé. Rồi, nếu các bạn thấy kiến thức của Tè chia sẻ bổ ích, các bạn nhớ cho Tè một like với. Rồi bấm đăng ký kênh của Tè Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.